Hi, xin chào tất cả bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán. Các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn với tất cả các bạn đó gọi là diện tích hình hợp. Diện tích hình hợp, diện hình hợp nha các bạn. Hình hợp chữ nhật. Chữ nhật thì diện tích này chia được làm hai phần. Thứ nhất đó là diện tích xung quanh, được viết tắt là S X Q, chưa đây nha, X Q. Và thứ hai đó là diện tích toàn phần, được viết tắt là S T B, được chưa. Thì đây là chương trình, nếu mà đây là chương trình của toán lớp 5 thì các bạn chỉ cần học thuộc công thức và các bạn áp dụng thôi, được chưa ạ. Còn nếu mà các bạn nào lớn hơn lớp 5 thì các bạn có thể chứng minh nó, hoặc là giải thích lý do tại sao diện tích xung quanh lại lại bằng như thế và diện tích toàn phần lại bằng như thế nha các bạn. Thì đây, thứ nhất công thức nha các bạn, công thức tính diện tích xung quanh, được chưa, sẽ bằng hai lần nhân nè, giống như dấu nhân nha các bạn, nhân chiều cao nè, nhân mở ngoặc a cộng b đóng ngoặc, được chưa. Người ta gọi là chiều cao. Chiều cao chính là gì ạ? Cái thằng nào đứng đây, chút mình sẽ lý giải, được chưa. A gọi là chiều dài, hay còn gọi là chiều ngang. B người ta gọi là chiều rộng. Chiều rộng, được chưa? Đó là những ký hiệu, được chưa? Vậy diện tích xung quanh sẽ bằng hai lần nhân h nè, nhân mở ngoặc a cộng b tất cả đóng ngoặc, được chưa? Đây là công thức diện tích xung quanh nếu các bạn học lớp lớp 5 nha các bạn, được chưa? Còn bây giờ mình sẽ chứng minh diện tích xung quanh sẽ bằng công thức như thế này. Thì đây là một cái hình hợp chữ nhật. Như thế nào gọi là hình hợp chữ nhật? Bởi vì đây là một cái hợp, người ta gọi là hình hợp, và các mặt của nó, đây một mặt, hai mặt, ba mặt, bốn mặt, năm mặt và sáu mặt của nó đều là những cái hình hình chữ nhật, nên người ta gọi là hình hợp chữ nhật. Ok chưa? Diện tích xung quanh là gì? Ví dụ như các bạn tưởng tượng đây là một cái ngôi nhà đi. Thì các bạn đi xung quanh nhà thì có phải đi đi từ trước nè, qua bên phải nè, ra phía sau và qua bên trái không ạ? Vậy nói nôm na, diện tích xung quanh chính là diện tích của mặt trước nè, mặt trước, để mình ghi mặt trước nè, số 1 nè, được chưa, mặt bên phải nè, số 2 nè, mặt bên mặt phía dưới nè, số 3 nè, và mặt bên bên trái là số 4 nè, được chưa, bốn mặt, được chưa. Vậy theo công thức thì mình sẽ có diện, để mình chứng minh nha các bạn, chứng minh diện tích xung quanh có phải là gì bằng diện tích của hình số 1 không ạ, cộng diện tích hình số 2 cộng diện tích hình số 3 cộng diện tích hình số 4. Ok chưa ạ? Thì diện tích hình số 1 sẽ bằng gì ạ? Đây, hình chữ nhật thì bằng dài nhân 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 rộng a nhân h, được chưa ạ? Được chưa ạ? A nhân h, h là gì ạ? H là chiều cao, cái thằng nào đứng thì mình ghi ký hiệu là chữ h, được chưa? Còn cái mặt đáy, đây là chiều dài, đây là chiều rộng nè, được chưa? Các bạn phải biết ký hiệu nè. Đó, dài. Nếu mà để như thế này thì đây là chiều chiều cao nè, đây là chiều dài nè, và đây chiều rộng. Còn mình để như thế này thì đây là chiều cao. Chiều cao là cái hàng nào đứng, người ta gọi là chiều cao. Nằm ngang, hai cái cạnh nằm ngang. Ở phía dưới thì sẽ có chiều dài và chiều chiều rộng, được chưa ạ? Thì tương tự hình số 2 cũng vậy. Hình số 2 đây. Dài nhân rộng, nhớ phép nhân có tính chất giao hoán, nên các bạn ghi là B nhân H cũng được, hoặc là H nhân B cũng được nha các bạn. Tiếp tục hình số 3 sẽ bằng là A nhân H cộng hình số 4 sẽ là B nhân H. Mình nói lại nha, để chứng minh diện tích xung quanh đây thì các bạn phải học trên lớp 5 nha các bạn. Còn các bạn nào học lớp 5 thì các bạn chỉ cần áp dụng đúng công thức thôi. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ thấy được điều gì ạ? A nhân H một lần, A nhân H hai lần, vậy là hai lần A nhân nhân H cộng B nhân H vậy là bằng hai lần B nhân nhân H. Thì ở đây các bạn thấy hai nè, H H nè,
mang ra gặp làm nhân tử chung, được chưa? 2 nhân h, đúng không? Mang 2 ra rồi, mang h còn lại a tới dấu cộng, mang 2 mang h còn lại b, được chưa? Vậy diện tích xung quanh của hình chữ nhật đã được chứng minh. Diện tích xung quanh của hình chữ nhật bằng 2 lần chiều cao nhân chiều dài cộng chiều rộng, được chưa? Hay nói nôm na, diện tích xung quanh sẽ bằng chiều cao nhân với 2 lần đây, 2 lần chiều dài cộng chiều rộng, chính là chu vi của mặt mặt đáy nha các bạn. Các bạn học thuộc công thức thôi, được chưa? Vậy là mình đã tính được diện tích xung quanh, xung quanh, được chưa? Rồi tới diện tích toàn phần, diện tích toàn phần, diện tích toàn phần là nói nôm na đây là căn nhà gì, thì bạn sẽ đi xung quanh bốn mặt của căn nhà và các bạn vào tầng 1 rồi vào tầng tầng 2, được chưa? Cái sàn lên lầu, được chưa? Vậy diện tích xung quanh sẽ bằng diện tích gì ạ? Diện tích toàn phần, diện tích toàn phần nha các bạn, sẽ bằng diện tích xung quanh nha, cộng với diện tích mặt mặt số 5 và mặt số 6, và hai mặt này nó bằng nhau, vậy là cộng diện tích hai đáy, được chưa? Thì theo công thức thì mình sẽ có diện tích xung quanh là bằng gì? 2 lần chiều cao nhân tổng chiều dài cộng chiều chiều rộng cộng, và hai cái mặt đáy này nó có diện tích như nhau và bằng gì ạ? Bằng chiều dài nhân chiều chiều rộng, vậy bằng 2 lần a nhân nhân b, được chưa? Đây là công thức, nếu mà các bạn học ở chương trình lớp 5 thì các bạn chỉ cần học thuộc thôi. Ở học thuộc, đây là một công thức thứ nhất nè. Đây là một công thức thứ hai nè. Đó, được chưa? Đó, đó được gọi là diện tích hình hộp chữ nhật, thì có hai phần, thứ nhất là diện tích xung quanh, được chưa? Thứ hai là diện tích toàn phần, là vừa diện tích xung quanh và diện tích mặt số 6 và mặt số số 5, được chưa? Đó, chiều cao chính là cái cạnh đứng, cái nào cạnh đứng, mình để hộp như thế này, cạnh đứng là cạnh này, được chưa? Đó, cái chiều dài và chiều rộng, nếu bạn để hộp như thế này thì cái cạnh đứng là cạnh này, được chưa? Thì các bạn sẽ ký hiệu đây là cạnh cạnh đứng, còn đây là chiều chiều dài, đây là chiều chiều rộng, được chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Các bạn còn vướng mắc gì thì các bạn có thể comment nha các bạn. Mình có bị lỗi cái gì hay mình có bị sai cái gì thì các bạn cứ comment thoải mái, đừng ngại nha các bạn. Cố gắng, mỗi lần giảng là mỗi lần cực, nhưng các bạn không hiểu thì các bạn cứ comment để mình khắc phục lại, cho những cái đoạn clip sau của mình trở nên tốt hơn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, bye bye.